Thông tin ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp tục chương trình. Ban Thường vụ huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức họp nghe báo cáo về tình hình xây dựng kế hoạch phấn đấu đến hết ngày 25 tháng 8 đưa huyện Xuyên Mộc trở lại trạng thái bình thường mới. Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự cuộc họp. Tại dự thảo kế hoạch phấn đấu đến hết ngày 25 tháng 8 đưa huyện Xuyên Mộc trở lại trạng thái bình thường mới, Ban Thường vụ huyện Xuyên Mộc thống nhất yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ra soát thống kê lại số tổ COVID cộng đồng, báo cáo kết quả vận động ủng hộ của các mạnh thường quân, tổ chức cá nhân và kết quả hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công an huyện ra soát tổng hợp số cán bộ công an phụ trách 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào huyện, phân công cụ thể đồng chí chịu trách nhiệm chính tại các chốt kiểm soát. Trung tâm Y tế huyện đánh giá mức độ nguy cơ theo quyết định số 2686 cụ thể của từng địa bàn, xã, thị trấn, ấp, khu phố, tổ dân cư, hộ dân. Từ đó có phương án lấy mẫu xét nghiệm phù hợp với tình hình dịch bệnh, đồng thời thống kê nhân lực y tế phục vụ công tác phòng chống dịch như lấy mẫu xét nghiệm, tiêm ngừa vaccine, cụ thể từng ngày, từng tổ, ấp.